làm nó con không nghịch nữa. Thank you.
nào tí ngã bây giờ. Rửa cái này cho mẹ nè. Rồi mà sạch rồi mà. Con đi con đất cùng mèo.
đi, vứt đi nhanh lên. Vứt ở đâu được nhỉ? Biết chưa? Đưa đi cho mẹ. Mẹ mượn nào. Mẹ mượn. Đây là đi vứt chứ. Được rồi, lấy ra mẹ mượn nào. Đấy, mẹ múc chứ. Ấy, mình dính rồi. Nào, con đi vào nè, đi. Con lấy ghế ra ngoài đi nhanh. Lấy ghế ra ngoài đi. Lấy ghế ra ngoài sân kìa. Đi. Con múc cơm không? Cái đũa này hư nhỉ? Con múc được. Đâu? Lấy cái nào? Đâu? Nào, cá được.